Dây dây ba chim dây bồng dây dây để chuẩn bị ba chim dây đi á hả? I'm leaving on an airplane. I'll be back in 5 days. Leaving on an airplane. I'll be back in 5 days. À, ba chay nói là ba chay đi New York đó, đi 5 ngày đó ba chay về đó. Okay, I'm leaving. Are you leaving? I'm leaving. Bye. Is it cold out there, baby? No. Oh, you're gonna take the baby with you too? Okay, bye bye, Jade. Bye. Baby, it's cold out there. Okay. Mommy, bằng qua ha. Give her a kiss. Bye, Jade. I'll be back in a week. Đi hả? Ừ. Okay, baby. Bye, con. Bye bye. Bye bye. Bye bye, May. Yeah. Mm. I'm leaving. I got my keys. I got my. Oh, there's your. Yeah. Bye bye. Bye. Yeah. Nhà với mẹ trên đó chứ bà luôn. Okay. Bye baby. Bye bye. Bye bye. Bye cutie pie. You keep your toy, okay? This is mine to you. Bye bye. Bye bye, baby. Bye bye. What are you guys doing? Go taking the yeah to the storage. To the storage. Yeah, clean up everything. Okay, let me just make sure I have all the. Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì ba chay đi rồi. Ba chay giờ này chắc cũng đi nãy giờ cũng được trời đất ơi trời. Coi này, đi bước ra ngoài coi nè, coi mang đôi dép nè. Nghĩ sao vậy trời? Vậy mà chơi vậy mà được hả trời? Trời ơi, tự nhiên mang xuống cái nó, ủa sao tự nhiên thấy kỳ kỳ. Nên thân nên người hết sức luôn đó. Thì mình với mẹ mình mới đi chở đồ đi ra chỗ nhà kho. Tại bên đây mình coi, bên đây nhà nhỏ quá đó, không có chỗ để đó, nên phải mướn một cái nhà kho bự lắm để chở đồ cho Đạt, rồi tự nhiên đi về. Xong đi về cái đi ngang qua đây nè. Đây cho các bạn coi. Đi qua. Thấy con cá. Thấy con cá chết. Hả? Các bạn thấy con cá chết không? Con Nghiệp dễ sợ không? Cá bự chùm bá à. Mẹ mày nói con cá này chắc 3 kg á. Coi á. Không biết làm sao nó chết ta. Ai câu lên rồi thả rồi ai câu lên rồi thả nó xuống rồi. Nó ấy nó chết thằng sao tự nhiên chết ta. Con Nghiệp dễ sợ. Trời ơi, cô tôi mang dép kìa, khổ. Nên thân dễ sợ nên thân thì chứ. một chiếc là của mình, một chiếc là của chồng mình đó. Bữa nay trời cũng ui nha. Thì một chút nữa là đợi cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa chay dậy. Thì sẽ dẫn chay đi bơi. Thì một chút nữa sẽ quay chay đi bơi cho tất cả mọi người cùng xem. Bữa giờ cũng lâu rồi không có quay cái clip chay đi bơi. Thì hôm nay là mình sẽ quay cái cảnh sinh hoạt của gia đình mình, cái một cái ngày nghỉ chủ nhật này của mình cho tất cả mọi người cùng xem là mình sẽ làm cái gì nha. Đó, thì bây giờ chay tới hồ bơi nè cô chú ơi. Em lột đồ ra làm tới hồ bơi rồi, bữa nay là mẹ bơi với em. Rồi mặc quần vô. Quần đi cho nó coi. Chay mà mặc đồ cho chay là cũng cực lắm á. Chay nhảy dữ lắm. Amazing. Yay, đi bơi. Rồi. Nè cô chú ơi, em đang chờ tới lượt em bơi nè cô chú ơi. Hey, dây dây con mẹ ơi. Hey. Con đang chờ tới lượt con bơi hả? Phải không? Phải con đang chờ tới lượt con bơi không? Đó. Hả? Ừ. Ừ. Tẩm nha, đứng dưỡng. Mẹ kêu nhanh mẹ đấy. Chay ơi, chay à. Chay ơi, chay à. Này nhồi lắm, này nó nhồi dữ lắm.
less often. Oh, cái gì nữa mà đỏ. Right, I'm super afraid of it. Right. No, but every time I've seen it, it always is just a temporary thing. Okay, I've sneak out, but go ahead, tell your test. Oh, yeah. Oh, we don't? Xin chào tất cả các bạn. Thì nãy giờ là đi bơi xong rồi, bây giờ sẽ đi tới cái chỗ này. Đây nè. Bye bye baby. Để trả đồ, hôm bữa mua đồ mà mua đồ sai nên giờ phải trả lại. Mưa mưa. Ngồi đâu? Ngồi ngoài đó đó hả? Mở bỏ một cái ghế ra được không? Bỏ cái ghế ra. À. Dạ. Anh muốn cho ngồi đây thì giờ. Đó, chú này là bán phở Vinh đây nè, là anh
Cái thì... Từ chưa, từ từ. Từ từ đi. Đó, con ngồi xuống đi chay. Có cái vỏ đèn không? Cái vỏ đèn, đó vỏ đèn bên ba kìa. Hai. Đó, ở đây là cũng có cái ghế cao để cho con nít ngồi đấy các bạn. Trời ơi đã ta, chay được rồi. Nay chay ăn gì, chay mở menu đi. Thôi, mở menu đi. Thôi đừng cho cầm menu này, cái tay cũng nhiều người cầm vô lắm, nó cầm cái nó bỏ vô miệng nó cái nó người ta bị bệnh, cái nó dính ở bệnh người ta đó. Ừ. Menu này ai cũng lấy cái tay lật đây nè. Đừng có cầm cái con. Rồi cho cầm cái đũa đó đi. Đã ta, trời ơi bữa nay lại quán của chú Phở Vinh ăn luôn người ta. Ai giả rồi cha. Ai giả rồi cha. Mong mốt dậy chay cầm đũa nha. Mong mốt dậy chay cầm đũa ăn nha. Mới qua đây lần thứ nhất. Từ đó mình mới thấy dạ. Bữa thì gặp anh rồi. Dạ. Giờ bữa nay nó mới với chị y chang luôn. Dạ, y chang mẹ luôn không? Mắt mũi lại. Trai anh nó nữa. Dạ, nhưng em mà chúc mừng chị giỏi lắm. Dạ. Giỏi. Dạ. Có trai có gái mà dạ. Gái giỏi quá. Dạ. Gái giỏi quá. Thế là bạn, đây là cái tiệm của trong quán Phở Vinh của chú nè. Ở trên này có mấy bức tranh rồi của Huế, của Hà Nội, của miền Nam mình rồi. Đằng đó có cái tivi. Rồi bên này có mấy cái trang trí bằng mấy cái chén gắn trên bàn, rất là sạch sẽ. Thấy mẹ, tiệm rất là sạch sẽ mẹ hả? Tiệm này là tiệm phở, này là chồng mình nói là tiệm phở này là ngon nhất từ trước tới nay mà phải là được ăn á. Hôm qua hôm kia mấy bữa ba mình đi ăn á, cũng nói là cái tiệm phở này ba mình ăn phở rất là ngon luôn. Thì bữa nay sẽ tới mẹ mình để mẹ mình thưởng thức cái phở này nha. Hai gì ơi, gì với cô mẹ ơi, đừng khi nó dúng lên cọc đường nó dúng rồi đó. Đây à, nè con, nè con. Đây ơi, nè con. Đây. Ủa vui dữ, lên đi ra ngoài vui dữ ta hả con ha. Ngoài cho đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ngoài cho đi ra ngoài là sướng rồi ngoài ơi. Ngay thấy người nó có tóc ra. Thôi chạy chưa bồng nó. Thấy mà đâu có bồng nó đâu. Ủa. Vui không? Con đi ra ngoài con có vui không? Chút vô lấy khăn lau lau mấy cái tay này cho nó cầm đó cũng được á. Chút lấy tay ra vô lau tay tao. Sữa nó làm vô bán bình vậy cho em uống. Để hả? Hả? Cắt bình. Ra mình đổ vô cái bình. Vậy về Việt Nam lấy cái này đi gọn ăn nè. Yêu. Cắn từ từ nha, mấy cái đó nhọn lắm, nó chỉ vô là chảy máu răng á nha con, chảy máu nú á. Ừ, đó. Chị ở Việt Nam ở đâu vậy? Ở Việt Nam ở Long Thành đó anh. À. Ở anh chị ở đâu? Ở Sài Gòn. Ồ vậy hả? Đã chị qua đây bao lâu rồi? Tháng rưỡi rồi. Dạ. Còn tháng mới về. Ồ vậy qua đây thăm cháu. Dạ thăm. Đây là con gái. Dạ. Gái dạ. Dễ thương ha. Đẹp gái ghê không? Nghe nói con biết mặt đâu. Dạ nghe nói con hả? Nghe nói con mà đâu biết mặt. Dạ con đây. Nhỏ gái mới nói là thằng để tao lên tao bưng lên tao thăm chút tay. Dạ. Chào bà đi con. Chào bà dễ thương đi. Ủa. Thôi bà không có vô. Tôi ăn đi chút. Dạ. Rồi, bây giờ làm tô phở ăn, tôi ăn miếng phở. Đói bụng quá trời đói luôn. Bỏ vô miếng rau muống quế. Năm nay tươi dễ sợ không? Lâu quá à, không đi lại ăn tô phở đây luôn. Có bà hai rồi, có mẹ, có ba qua rồi. Bỏ mấy miếng ớt vô. Đốt khúc nhắm rau này vô. Ăn chanh vô. Kỹ nha, đừng cho nó bóp trúng nha. Dạ. Các bạn ăn. Để cho ngon quá. Đẹp quá. Nhớ mẹ
Mắt mụn thiệt. Đây nữa nè, rồi con nó ra nữa nè. Ủa sợ nha lạ hả? Có bà mại nha. Nó lạ dữ lắm, nó mệt lắm. Không, tại vì nó để mình mùa đông lắm. Dạ. Để mùa đông. Rồi có bà hai dữ đó. Rồi á, lâu lâu mấy ẩm đi cũng nhật, mấy ẩm đi nhật. Chỉ cho nên ô trời trời. Ra tiệm 2 tháng tuổi rồi cho nên nó quen ai nó cũng muốn lại nó ôm hết. Ờ vậy được á. Bây giờ giá nhà trẻ. Oh no. Okay. Dạ. Thì cảm ơn chị. Chúng tới hết. Dạ. Có bà ở đây nên có mình nói bà về đó nãy có bà này có chị chú. Dạ dạ. Dễ thương ha. Dạ. Tôi biết là. Oh no. Này nè, với cái cây này về đi ăn phở sắp theo mà mới ngon. Trời ơi, tô phở rồi. Đã rồi, đi tô phở rồi. Ngon. Rồi không cho chay gì hết. Cho vô miếng ớt sa tế. Chị đó nha, chị ốm dễ sợ luôn. Rồi hồi được hồi bữa là nó cũng biết chị là chúng chị có bầu. Xong rồi cái bầu nhỏ này chị để đó. Tới mua phở thấy nó ngoài. À, tô phở bành chi tô. Đổ nước. Mày ba để ba lấy này con thấy. Ở đây là ngon nhất á. Hai con nước không? Nha. Đó. Này mình lấy mấy khăn giấy. Đổi chỗ qua đây ngồi cho để thấy cô chú thấy xem nữa. Đẩy điện thoại vô đây. Con ngồi nhìn miệng đi kìa. Cô chú kìa. Nóng quá. Cái gì cũng làm rớt hết. Mẹ hết tuổi không? Phở này tuổi lớn đầy đủ, tái nạm gầu ngân sách đầy đủ, thịt quá thì thịt luôn, đó mẹ, thịt quá nhiều. Ừ. Giấy chơi. Bầu viên nữa. Cái chị mà nãy ta chào á thì đúng không có hay coi YouTube của mình không? Ah,
Bộ gì? Nếu mà ngồi cho thấy chị chay với có cho thấy cay dễ sợ cay chảy nước mắt luôn. Ngồi chờ chút nha con, cho mẹ với ba ông ngoại với bà ngoại ăn cho no nha, ăn cho ngon miệng chút nha. Một tô phở như vậy thì cỡ chừng 250.000 Việt Nam hả các bạn? Phở Việt Nam giờ nhiêu tô ba? 30 ba. Ngon nhất là 80.000 luôn. Vậy đó hả? Ngon, thấy quý nhất. Phở hoài vậy ba? À Lý cũng đã 50. Ở ngon. À Lý giờ 50.000 tô hả? Ngày xưa mình ăn nhiêu? Năm mấy 30.000 hả? Mà từ nhà mình đi đâu quần nhất mỗi lần ăn tô phở đâu quần nhất mệt quá. Ông đó bán phở ngon chứ. Hôm qua cái chị chủ hôm nói chồng của chị vô đây mà ăn cái tô phở đó, cái tô này là tô lớn phải không? Ông kêu cha tô lớn hơn tô này nữa. Ừ, còn ăn xong rồi còn ăn thêm cái phần của con gái anh bỏ. Ông tới mức độ. Có cho mẹ vô mày kêu chứ. Câu này mẹ vô mày thấy mẹ ăn không đủ thì mẹ kêu tôi lớn hơn nha. Bà giữ dặn không? Tao ra ăn hết là cũng được. Mới bữa bà ảnh lại vô là kêu ít bánh, ít nước. Bà giữ tao bự quá luôn. Тебя суши состынет, ты потом будешь крепляться. Уже еще целый тарелок. Ba mình hay các bạn biết hả? Nhìn cái body là các bạn biết ba mình ăn sao? Ba ăn tôi phở đó mà ăn hết mà ngon lành luôn là dữ dằn. Qua đây các bạn ép uống quá trời. Tiếng mày đây này các bạn thì ăn xong tô phở thì cái chị kia chị nãy chỉ bưng ra ba cái chén chè, ba cái ly chè, chị nói chỉ tặng cho mình với ba mình với mẹ mình. Chè hôm nay có gì đây ta? Chè này ngon ta, chè thập cẩm à, thấy có đậu đen nè, mẹ thử bây giờ thử để thử ăn miếng chè thập cẩm, hút thử miếng chè thập cẩm nha. Chè này đây, chị ngồi với mẹ nha. Khó quay quá. Để nè.
miếng chè lên ha. Ngon à, có nước dừa, có đậu xanh. Cảm ơn chị ở quán cửa bên nha chị. Này là quà đặc biệt nè. Này là quà đặc biệt nè. Xong chưa? Dạ. Làm gì? Con gái mình giống mẹ vào 30 đụng đó nha. Phải không? Dạ. Yeah. Giờ không khá cho nữa. Dạ, cảm ơn chị. Rồi chú. Bạn 18. Rồi hai cái phở với ba chè ba màu hả? Ba chè ba màu. Chè màu tặng. Ờ, tặng rồi. Dạ. Yeah. Trời đất ơi. Không biết, nói chứ. Ủa vậy cũng có. Ủa? Chị đem ba chị tặng con đó. Ờ, đúng. Đúng không? Đúng. Rồi ba món. Xong rồi. Rồi tới mẹ đẻ con gái con bị trang. Rồi, rồi bao lâu anh vậy? Dạ. Con gánh ra đây nữa mà. Dạ, con ra nữa. Em ở Gò Vấp. Ờ, Gò Vấp hả? Dạ. Ngay ngã tư Phú Nhuận không? Dạ, ở ngay chỗ Ngã Lâm Đường Chó vậy. Ồ, đúng vậy, tôi Ngã Lâm Đường đi lên. Dạ. Ồ, hồi trưa tôi về đó ngồi lắm. Nhưng mà con đi qua rồi chị thương lắm. Công hòa bệnh viện Công hòa. Rồi bây giờ một bữa nay là trưa là bệnh viện Công hòa ngồi bị thương bó bột chân dở rồi đó là con đi qua rồi. Anh cũng thương binh liệt sĩ đó. Không có qua là đường chỗ Ngã Năm Đường Chó đi lên bệnh viện ra đó. Rồi ok, rồi bây giờ ăn phở xong rồi thì bắt đầu bây giờ mình về đây các bạn. Thì đây là cái quán phở của chú đó. Mình cũng có quay một cái bài clip rồi, nhưng mà đây là cái gọi là phở Vinh nè, Vietnamese cuisine nè. Bạn nào mà có ghé chia Michigan á, ghé đây sạch cái tên phở này vô ăn thử nha, cái phở rất là ngon. Thì đây, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay của gia đình mình, và hy vọng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của gia đình mình nha. Bye bye. Chạy bye bye đi con. Bye bye.